Hello anh em, hôm nay trời nắng ráo thì mình mang cái xe gym này ra để đánh rửa cọ kỵ nó cho nó sạch sẽ. Đó, thì hôm nay là mình sẽ hướng dẫn qua anh em cái cách mà tự mình đánh rửa cái xe của mình sao cho nó ok nhất, sao cho nó đẹp nhất để lúc nào cái động cơ xe của các bạn cũng như là bộ đồ nhựa xe các bạn màu mè nó rất là đẹp. Ok, thì hôm nay này mình có sử dụng cái gói bột tẩy đây thì mình cũng vứt ngoài trời ấy. Trời nó mưa cho nên là cái bao bì nó bị bẩn. Ở đây là mình sử dụng cái gói bột tẩy đa năng anh em nhé. Đó, cái này thì nó thay cho mình rửa như kiểu Omo ấy. Cái này rất là ok, rửa rất là đẹp. Đó, thì ở đây nó có thể sử dụng cho trong ngành hầm mỏ này, lau chùi vệ sinh đồ nội thất ở trong nhà, những cái đồ inox này. Đó, hoặc là có thể là rửa những cái khoang máy ô tô anh em nhé. Đó, thì ở trên cái xe này là xe cũ đi lâu năm rồi, nó sẽ có một số những cái vết rỉ ấy, thì anh em có thể là sử dụng cái chai này. Đó, cái chai vạn năng ở đây, sủ bào anh em nhé. Đó, thì ở đây nó cũng có những cái hình mà ở ô tô này, bồn cầu, quần áo các thứ, này là son nồi bếp đó, hay là tủ kệ chạn các thứ đó. Thì cái chai này có bày bán ở trên Shopee anh em nhé. Mình cũng mua ở trên Shopee, giá của nó chỉ có 60.000 thôi. Đó, nếu như anh em mua ở trên Shopee ấy, thì anh em sẽ được khuyến mại cái cước phí vận chuyển là 50% cước phí vận chuyển anh em nhé. Cái chai này 60.000, khi mình mua về đây nó rơi vào tầm khoảng 70, hơn 70.000 đồng một cái chai này. Đó, thì để tẩy rửa cái khoang máy ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái chai nước của Plat. Đấy, anh em có thể nhìn thấy là cái dung dịch tẩy rửa Plat này có thể là đánh nguyên cái khoang máy ở đây. Đó, có thể là đánh khoang máy của xe máy hoặc là khoang máy của ô tô. Ok, thì cái cách tẩy rửa nó cũng rất đơn giản. Nên khi anh em pha chế cái dung dịch vào, anh em mới kiếm một cái lọ như thế này và pha chế dung dịch vào, và anh em có thể là rửa trên xe. Để khi rửa trên xe này thì anh em hãy dùng nước rửa qua cái xe này đi, rửa xà phòng như bình thường để cho nó sạch những cái cặn bụi bẩn ở trên xe này. Đó, sau đó thì anh em có thể là dùng những cái dung dịch này để anh em có thể là làm vệ sinh cái xe cho nó sạch đẹp. Ok, thì bây giờ là mình sẽ bắt đầu mình làm cái xe này. Đó, thì những cái cách thức làm như này thì anh em có thể là tự làm ở nhà, có thể là tự làm ở nhà. Ok, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách làm và mình sẽ tua nhanh cái đoạn này, bởi vì diễn ra một cái clip như này là thời gian nó rất là dài anh em nhé. Như bên mình làm một cái xe như thế này để tẩy rửa đánh làm đẹp toàn diện một cái xe như này có thể là mất một ngày hoặc một ngày rưỡi luôn anh em ạ. Đó, cũng rất là lâu mất thời gian. Ok, thì bây giờ là mình sẽ đi vào. Ok anh em, sau khi là cái nước rửa đầu tiên của mình vừa mới xịt qua đó, thì nước rửa đầu tiên của mình đã cho được cái kết quả như thế này. Đó, anh em có thể nhìn cái phần đầu bò người ta. Đây, hiện tại bây giờ mình đang quay ở ngoài trời nắng nên là cái ánh sáng nó đưa vào máy có thể là hơi gắt, nên là ánh sáng nó sẽ không được rõ chi tiết đó. Thì vừa mới qua một cái nước rửa đầu tiên là đã được như thế này rồi anh em nhé. Đó, ok, những cái con ốc này anh em có để ý, những cái con ốc nó sạch bong luôn. Đó, đó. Thì tí nữa là những cái nốt rỉ ở đây là bên mình sẽ làm cho nó hết rỉ luôn đó, anh em nhé. Đó, anh em có thể nhìn thấy con ốc ở đây, nước rửa đầu tiên này. Đó, ở trong này để mình lấy nét vậy. Đó, ở trong này thì anh em có thể nhìn thấy nó còn hơi vàng vàng đây. Đó, cái con ốc đã đẹp, nó đã trắng phau rồi. Ok, những cái con ốc này ấy, thì nó lúc đầu nó dễ rỉ, thì mình sẽ rửa vài nước sau rồi nó sẽ trắng được như kiểu lúc đầu mới anh em nhé. Đó, ok chưa? Đó, cái cách này, rửa này rất là đơn giản, anh em chỉ cần dùng những cái dung dịch, ví dụ như cái chế đây. Đó, những cái chế ở đây thì anh em có thể thấy ở trong này nó vẫn còn hơi loang loang này, bẩn bẩn này. Thì mình rửa vài nước nó sẽ sạch đấy. Anh em có thể nhìn thấy như chế mới, trắng phau luôn. Đó, để mình quay một vòng cho anh em coi. Vì cái xe này của người ta nào nó cũng xe cũ đi lâu năm lắm rồi. Ở trên này cái sơn nó còn bám vào đây, loang lổ trên này, thì bên mình sẽ phải làm đẹp lại nó. Đó, một vòng bên ngoài cho anh em coi. Cái cách này thì anh em có thể là tự chăm xe ở nhà. Đó, ở đây cái phía bên này mình chưa đánh rửa này, nó còn bẩn này, nó vàng cạch như này. Đó, anh em thấy đất cát nó còn mấy đây, nó vàng cạch. Đây, cái lốc máy nó vàng ươm này. Đó, thì cái này là mình vừa mới có xịt qua thôi. Ok, cái cách này thì anh em có thể là tự làm ở nhà.
chi phí để sắm một cái bộ rửa xe như này nó cũng không phải là cao đâu anh em nhé. Đó thì mấy mấy cái dụng cụ đây, ví dụ như cái lọ này có 60.000 thôi, anh em dùng bếp nhà luôn. Ví dụ như cái vành ở đây này, nó có những cái vết rỉ như này anh em nhé, như có những cái vết hoa rỉ như này ấy, thì anh em chỉ cần vệ sinh một lần là được. Đó. Ok, để mình gọi thằng cháu mình ra làm luôn cái này. Phong ơi. Đó. Lấy cái chai sụp vào này. Đó, thì cái những cái vết hoa gì ở đây anh em chỉ cần xịt vào đó, và lấy cái miếng xanh kèm theo này của nó anh em lau này nó sạch luôn. Anh em chỉ cần chà một xíu thôi chứ không cần phải thiết phải chà mạnh lắm đâu nhá. Rồi ok, đó anh em thấy nó sạch bong luôn, để mình lấy nét vào đây lại đã. Đó anh em thấy nó sạch bong luôn, cái này nó không hại ra tay đâu anh em nhé. Đó anh em thấy nó sạch bong luôn đó, kể cả những cái chi tiết ở đây. Những cái chi tiết ở đây rất là bẩn này, anh em có thể dùng cái nước này đánh rửa sạch được. Đó, hoặc là dùng cái nước tẩy máy là anh em có thể đánh là ok. Đó. Ok, chỉ cần như vậy thôi là anh em đã biết được cái độ sạch của nó nhanh như thế nào rồi. Đó, nếu mà để anh em làm đẹp toàn phần một cái xe này có thể là dài trong khoảng một ngày. Đó, còn nếu như anh em chỉ đánh rửa nguyên những cái phần đồ sắt, những cái phần khoang máy kia thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng một buổi sáng thôi anh em ạ. Đó, thì anh em có thể làm trong vòng 6 tháng làm một lần anh em nhé. Thì cái xe của mình lúc nào nó cũng đẹp. Ok chị ạ. Rồi. Đó, anh em thì thấy mình chỉ cần dùng hai nước thôi, và cái máy áp lực của mình đây mình xịt phát là cái này nó đã trắng phau này anh em nhé. Đó. Nhìn gần như là mới rồi. Đó, anh em có thể nhìn thấy. Gần như là mới. Tất nhiên là nó không thể đẹp được như cái lúc mới zin ban đầu xe anh em mua nhá, bởi vì là dù sao thì cái những cái chi tiết này người ta đã đi chứ cái như cái xe này là đi hơn chục năm nay rồi anh em nhé. Đó nhìn như này là quá là ok rồi. Đó mình chỉ cần hai nước thôi, thì anh em có thể để ý là lúc mình tua nhanh ấy, mình chỉ cần hai nước là đã được như này rồi. Đó đây là những cái chi tiết này, khi làm xong là nó sẽ gần như là mới. Đó thì anh em có thể để ý. Ok thì bây giờ là mình sẽ di chuyển cái máy ra đằng sau này. Đó thì bây giờ ví dụ như cái càng cái cần phanh này đây nhá, ok chỉ cần bôi nó vào. Bôi nó vào như này thôi. Nó sẽ tự sùi những cái bẩn cấu ở đây. Đó. Anh em chờ trong khoảng 3 giây. 3 đến 5 giây thôi, nhưng không cần lâu đâu. Ok thì bây giờ là mình sẽ lấy cái máy xịt của mình đã. Cái clip này thì mình làm một mình như thế này nó cũng hơi đúng. Đó. Anh em nhìn thấy đó chưa ạ? Sạch bong luôn anh em nhé, nhìn gần như là mới luôn. Để mình lấy nét vào. Đó, anh em nhìn thấy không? Chỉ cần thế là đã đẹp lên rất là nhiều rồi. Chỗ này nó còn hơi rỉ rỉ đây này. Ở chỗ này thì nó cũng hơi tối một tí, nó hơi rỉ rỉ đó. Thì anh em có thể nhìn một phát là sạch luôn. Ok chị ạ. Rồi bây giờ còn bây giờ là mình sẽ làm nó thêm một nước nữa nhá. Đó, anh em chỉ cần bôi vào đây. Trong vòng mấy giây thôi. Đây ví dụ như cái con ốc chỗ này nó đang rỉ anh em nhé, đang rỉ đen xì này. Đó. Những cái con ốc rỉ này thì nó sẽ lâu hơn là những cái kia nó bị bám bẩn. Đó, ở trong này cái trục cái căn ở đây mình sẽ bôi luôn. Ok, chỉ cần như thế thôi anh em nhé. Đó, và bây giờ là mình sẽ xịt này. Đó anh em thấy cái con ốc này nó đã trắng lên rồi đấy, để mình lấy nét vào bởi vì mình quay ngoài trời mưa ở ngoài trời nắng. Đó anh em thấy nó đã trắng lên rồi đấy nhá, vài nước là ngon. Đó cái căn ở đây này, đây này cái này nó đã sáng luôn này. Đó rất là nhanh anh em ạ, chỉ cần mấy giây thôi. Ok thì bây giờ là cái con ốc này anh em có thể nhìn thấy con ốc này nó đang bẩn này, để mình lấy nét vào. Đó nó đang như này này, anh em chỉ cần bôi này. Đó, chờ trong vòng mấy giây. Và bây giờ là mình sẽ thao tác là mình xịt. Cái này nó nhanh hơn là bởi vì là mình sẽ có cái vòi xịt áp lực cao này nhé. Đó. Anh em thấy con ốc nó mới chưa? Đó, gần như là mới luôn anh em nhé. Đó. Gần như là mới luôn. Ok thì bây giờ là cái chỗ này nữa. Đó, chỗ này nó còn hơi vàng vàng đây thì anh em có thể quét
xịt một hai lần là nó sạch. Ok thì bây giờ mình sẽ làm luôn cái con ốc vào đây. Anh em bôi vào. Nó đang màu vàng anh em nhé. Cái này là bị màu vàng theo thời gian đấy, để mình đi bùn đất nó sẽ đổi màu ra màu vàng. Đó, nó sẽ sủi bọt như thế này. Bây giờ là mình sẽ xịt nhé. Đó, anh em thấy rõ cận cảnh luôn cái con ốc này. Bóng loáng luôn. Có thể là cái hình thức của nó, cái màu của nó sẽ không đẹp được như lúc đầu ban đầu nó nha, nhưng mà nó sẽ rất là mới là đẹp. Khi anh em làm toàn bộ cái xe lên thì nó rất là đẹp. Đó. Còn nếu mà mình làm xong mà nó đẹp được như cái con ốc mới của nó ấy, thì chắc là hãng nó cũng chả bán được xe mới đâu. Người ta mua những cái xe này về người ta tẩy rửa này nó đã sạch rồi, đã đẹp rồi. Đó. Ok anh em, sau khoảng thời gian là 2 tiếng hì hục rửa qua cái xe này thì mình đã xong được cái bước 1. Đó, thì anh em có thể nhìn qua cái xe. Bước đầu thì nó đã bóng loáng lên rồi. Nhưng mà như thế này thì vẫn chưa ăn thua đâu anh em nhé. Đó, thì đây là cái máy của mình. Thì ở trong này nó vẫn còn vàng này. Thì bây giờ là mình sẽ vào, mình sẽ phải làm bước 2. Đó, ở một số cái chi tiết, ví dụ ở trong cái ngõ ngách kia nó vẫn còn vàng thì mình sẽ phải làm bước 2. Đó, thì cơ bản là bước 1 như thế này là cũng là ok rồi. Đó, đây là cái cần phanh lúc đầu nó bựng này. Đó, ở trong những cái lỗ nan hoa này nó vẫn còn đang vàng vàng này. Thì mình sẽ phải làm tiếp bước 2 là mình rửa khô. Còn lúc đấy là mình rửa ướt. Đó, ví dụ như đằng trước này thì những cái lỗ này thì đã bắt đầu là gần như là sạch hết rồi. Đó, còn một vài những cái lỗ vàng vàng này. Đó, anh em có thể nhìn cái mirror gần như là mới luôn. Ok thì bây giờ là để sâu sang cái thằng giật phanh ở đây. Đó. Đó, anh em thì thấy nó cũng gần như là mới. Ok, sang cái phần đầu bò đây. Đó. Nó đã ra cái màu nguyên thủy của nó. Cái này thì mình đi lâu năm quá thì cái nước mạ của nó sẽ kém đi rồi, nó không thể đẹp được, nhưng mà cơ bản nó sẽ bóng, nó sạch như thế này là ok. Đó, cái phần hơi ở đây, những con ốc ở đây vẫn sạch sẽ. Đó, ốc ra màu ốc luôn, cái chế này anh em. Đó, đó, bước đầu nó đã sạch được như thế này. Như thế này nó rơi ở tầm khoảng 70% thôi anh em nhé. Đó, như thế này mới chỉ gọi là được 70% thôi. Đó, như cái lốc máy này, cái mang cá này, cái hộp xích. Cái hộp xích chỗ này thì nó lại chủ trước thì nó bong cái đó, thì cũng rất là mất thời gian với cái khâu này. Đó, thì bước đầu cái xe này là mình làm như thế này cũng là được khoảng 70% thôi anh em nhé. Đó, thì ngày mai thì mình phải mất một ngày nữa để đánh bóng con xe này đi. Còn bây giờ là mình sẽ phải rửa khô con này đã. Đó, thì cái cách thức rửa thì anh em có thể là tự làm ở nhà. Rửa thì nếu mà anh em có máy cao áp, có súng cao áp thì máy rửa xe ấy, thì anh em có thể rửa như mình thì nó sẽ nhàn hơn. Còn nếu như anh em rửa cái vòi bơm bình thường ấy hay vòi nước máy thì nó cũng hơi vất. Đó, những cái này thì mai mình sẽ phải đánh bóng hoàn toàn đi. Đó, thì mai mình làm xong thì mình lại up clip thêm cho anh em coi. Đó, ok, xin chào anh em, hẹn anh em với clip tiếp theo. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi clip này của mình, tuy nó cũng hơi dài nhưng mà bước nào, phần nào thì anh em cũng đã hiểu được cái cách mà vệ sinh cái tổng thể cái máy này, cái xe này.